Em tên là Nguyễn Võ Pháp. Dạ, năm nay em 27 tuổi. Em làm nghề tài xế. Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Đỗ Phương Thủy. Em đến từ xứ sở Siri, Gò Công, Tiền Giang. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em làm quản lý website với lại chuyên về marketing. Làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, một lần em ăn mì phải là hai gói mì. Trời ơi. 3/4 trái bắp cải với lại thêm một cái trứng nữa. Trời ơi. Mà em phải hút sạch nước luôn. Chỉ cần lấy cái khăn quẹt qua một cái là coi như có thể mất. Nãy giờ anh tưởng tượng cái người bên kia thế nào? Hơi quá sức tương tượng. Nói đại hơi mập đi. À, anh ơi, anh có nói nhiều không? Anh không có nói nhiều em ơi. Dạ, tại em nói nhiều lắm. Anh nói nhiều nữa, anh không lại em đâu. Em thử cô bé qua em bồng luôn à. Chút bồng phải không? Bồng luôn. Dạ. Thôi, hát bài luôn đi em đi. Hát bài luôn nha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật ấn tượng quá ha. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Diễm. Hôm nay em 27 tuổi, công tác tại ủy ban xã. Em ở từ Bình Dương tới. Em là Nguyễn Ngọc Hiếu, em nay 28 tuổi và đến từ Bình Định ạ. Hiện em đang làm quản lý cho một công ty chuyên về bên ghế sofa ở Bình Dương ạ. Bạn trai mình có hút thuốc không bạn? Dạ thì đôi lúc thì trong công việc áp lực thì lâu lâu em hút một điếu, nhưng mà nếu như mà bạn nữ đó thì yêu cầu em bỏ thuốc thì em có thể bỏ được chị. Mà có một điều nói là sợ chú Quyền Linh hơi giận. Gì mà sợ chú Quyền Linh giận? Nói đi con. Nếu mặc đồ tay áo sơ mi á thì nên đóng thùng. Tại vì nếu mà còn trẻ mà mặc áo sơ mi mà không đóng thùng em nhìn thấy dạ lắm. Em thì chăm sóc cái bạn gái nhiệt tình. Em nói được là em làm được, còn những gì em không làm được thì em không nói. Em thấy anh như thế nào? Có hợp với là mẫu người của em chọn hay không? Thì mới đầu em cũng hỏi em là thích mẫu người giống ai, nói giống anh Tim thì nhìn thì cũng giống anh Tim rồi đó.